Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và lây lan mạnh ở Hàn Quốc, Nhật Bản, ngoài việc tăng cường quản lý tuyên truyền các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch, các ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường kết nối nắm bắt tình hình lao động của tỉnh đang làm việc ở hai nước này. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện Hưng Yên có trên 423 lao động người Hàn Quốc và 453 người Nhật Bản đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, có gần 3.500 lao động trong tỉnh đang làm việc tại Nhật Bản và 445 lao động làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó có 25 lao động đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Daegu và 3 lao động tại quận Cheongdo, Hàn Quốc, nơi đang có dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang xác minh lại lao động nước ngoài là người Nhật Bản và Hàn Quốc nào đã quay trở lại làm việc trước thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện tại các nước trên, lao động chưa quay lại và sẽ quay lại tỉnh làm việc trong thời gian tới để thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát phù hợp, phòng chống lây lan dịch bệnh. Ngành chức năng đang liên hệ với các doanh nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nắm bắt thông tin về việc làm sức khỏe, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19. Trước mắt, tạm dừng một số đơn hàng đưa người lao động trong tỉnh đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản.